Tốt nhất là cái điện thoại. Em có nghe được nó à? Ừ. Nó bận một tí. Đâu Đừng có một tí nước vào rồi. Chưa thấy về mà. Đây Toàn chào mọi người nhá. Nay mình lại chia sẻ cái mâm cơm gia đình. Hôm nay làm cái món thịt gà này với món nem rán. Này cô em gái cô đã trả xong rồi các bạn. Rất là ngon. Gà nhà nuôi này là nó rất chi là chuẩn đấy các bạn. Ăn nó rất ngon và nó săn chắc. Đây là mình vừa chặt thêm một đĩa nữa này các bạn này. Và đây là nem giò đấy. Đấy, tí nữa chú Quyền đến cô đến là triển khai đánh chén rồi. Ngoan là thái cái nòng mề này để xào cái gì đây? Xào thập cẩm à? Vâng. À. Nòng mề mấy cái gì cái kia? Nòng mề rồi. Nòng nhĩ à? À, ngon đấy nhỉ. Xuân làm tối làm ngày? À, làm đêm à, thế không sang được. Các bạn thấy hoa có đẹp không? Hoa hồng này là lên Toàn trồng đấy. Cây này nó cũng đang ra hoa rồi các bạn này. Nó đã nhú nhú hết cả lụ rồi này. Đó. Những cái cành non non này nó ra là nó sẽ ra hoa các bạn. Cái này thế này. Đấy, nó nhú cái rụ bé này các bạn này. Đó. Trong lúc chờ đợi mình sẽ quay tí phong cảnh các bạn ạ. Nát mình sẽ mời mọi người vào cùng thưởng thức mâm cơm cùng với cả Lê Toàn nhá. Này chú Quyền chú ấy thì làm đêm nên là chú ấy nằm. Lúc mà là chờ đợi các chú đến là mình cứ triển khai trước. Đấy. Hello, chào cả chào nhà. Hôm nay rất đông các cháu này đấy. À đây các cháu. Ăn nhanh rồi xuống ăn cơm. Đấy. Ăn đây mình. Với cho cái đũa chủ quyền với mời mọi người cơm nhá. Tốt nhất là cái điện thoại em có nghe được nó à? Nó bận một tí. Đừng có một tí nữa vào rồi nghiện rồi, thằng này bây giờ nó nghiện rồi. Con chơi đâu mà nặng là được khác. Cất đi thế bảo cất đi thì chưa thấy về mà. Bố mẹ em đang nói ai à? Anh ơi. Đây là món ăn đây. Cẩn thận đây. Ăn giỏi cháu. Ăn giỏi. Ăn giỏi đấy. Ngồi đây này, anh ơi. Cánh cua. Cánh cua này có quá ngon. Cánh cua mới cả cà ghém. Cánh cua mới cà là quá tuyệt vời. Làm miếng thịt gà thế sao? Cà nhà nuôi các bạn này đây ăn rất là ngon, giòn, chuẩn. Mình cứ chấm nước mắm nó quen. Ăn
con biết cô hoa xào rồi. Đợi cô hoa cho. Cô hoa đang xào miến à? Xào miến chưa xong mà đã chén rồi. À, cứ việc nào ra việc đấy. Miến á. Đâu ăn cơm canh cua cả đúng không? Canh cua cả ăn nó dễ ăn. Anh có Hòa đang vẫn đang xào miến đấy, đang xào miến rồi. Xào chưa xong vẫn đã chiến đấu rồi. À, mà chan canh cua cái nhỉ? Làm bát canh cua ăn cơm tuyệt vời. Mà bát cơm có Hiên chan cho anh bát canh cua. Canh cua ăn với cà là ngon. Miến xào thập cẩm với cả lòng mề bò. Ô sao cứ đi tí bạn đến giờ đi luôn đi. Ô đang cơm đi không? Đến rồi. Đợi em mai mình ăn. Đây rồi, đây. Đấy, hai đĩa miến xào. Chứ có kia ra ăn cơm đi ăn không? Miến xào nòng bò à nòng mề cà. Rất ngon. Giỏi. À, uống rượu quá tuyệt vời luôn. Giải thích nhỉ? Đây này. Đấy, nó ngồi đấy chẳng đâu. Đấy là quá rộng rãi. Nèm nèm. Bác quay video bác cầm một tay. Đấy. Cái cua ngon quá. Cái cua mình ăn với quả cà quá tuyệt vời luôn. Giòn tan. Anh cua ăn mấy cà quá tuyệt vời luôn. Mình ăn khỏe đây. Mình ăn khỏe đây. Ăn này bóng ăn đi. Ăn cái cua mới cả ngon lắm. Giòn tan. Các chú mới là ba cái tí sang ăn sau. Mình ăn trước. Ăn trước còn đi làm. Lửa của xoài nó ngọt quá, ngồi kêu ngọt quá. Hai. Ba. Xoài to, ăn no xoài. Xoài to ăn một quả là no. Quyền ăn được rồi. Ăn nhanh, tàu nhanh. Đưa anh làm uống cơ. Đưa anh làm uống. Quyền đi làm đêm này, ăn tàu nhanh, không uống rượu. Nếu mà đi làm là không được uống rượu. Mình đi làm là đảm bảo an toàn lao động. Thì gà đấy ăn mạnh lên cho nó hết thì để làm gì. Ăn mạnh lên. Bốc ở đâu vậy? Làm vã hết.
Làm sao? Không. Họ đi hút thuốc là hết. Canh cua cà ghém. À, được cá nhà muối được ngon. Cà ghém ngon, ngon cà ghém. Uống luôn đi vào đây này. Giòn tan. Rau muống. Rau muống ngon. Ngon. Ăn cua rau muống. Mình ăn xong à? À bóng. Ăn nhanh đấy. Ăn nhanh khỏe. Đã thử rồi thì ăn lắm. Nhanh khắp à? Nhanh khắp à? Ai? Danh mà còn đùi cho mát. Nó sẽ ra cái mùi vị nghe không riêng mà ăn cứ kìa anh ơi cơm lòng mề ngon quá bắt đũa xuống nhé lòng mề xào mấy miếng này xào thầu cẩm ấy cố hoa cố xào ngon này toàn xin chào mọi người nhé. Mình video mình quay có thương lượng hẹn mọi người sang video tiếp theo. Nhớ đăng ký và ủng hộ cho Lê Toàn để mình ra được video tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thank you.